Sáng ngày hôm nay thì chặng 12 giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tuần Hoa Sen năm 2017 đã được diễn ra. Đây là một chặng đua được đánh giá là rất quan trọng khi các coureur sẽ phải chinh phục đỉnh đèo hiểm trở nhất và đã có bất ngờ xảy ra ở chặng đua này. Trước chặng 12, ban tổ chức đã làm lễ xuất phát và trao giải cho các danh hiệu của chặng 11. Lúc này, áo vàng, áo chấm đỏ, áo trắng và giải đồng đội vẫn là những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Trong đó đáng chú ý nhất là cuộc đua giành áo vàng chung cuộc do Loic Destriac của Bylife VDC mặc. Giới chuyên môn nhận định, nếu giữ được phong độ, Loic có thể kết thúc cuộc đua này ngay sau chặng 12. Tuy nhiên, bước ngoặt đã diễn ra theo cách ít ai ngờ tới. Cách đỉnh đèo Giang Ly vài trăm mét, xe của Loic đã bị đứt xích, khiến anh mất nhiều thời gian để khắc phục sự cố. Tay đua này sau đó chỉ về đích ở nhóm sau, trong khi đối thủ Jiung Zhang đã tận dụng điều này để cán đích trong top đầu, chính thức lấy áo vàng từ tay Loic Destriac. Tôi đã rất may mắn có được chiếc áo vàng sau chặng đua hôm nay. Quả thật là một chặng đua rất khó khăn, nhất là khi tôi không có các đồng đội hỗ trợ ở top đầu như các đội khác. Dù đã may mắn lấy được áo vàng, nhưng Jiung Zhang chưa chắc đã giữ được vị trí trong hai chặng còn lại bởi những đối thủ như Javier Perez và Nguyễn Trường Tài cũng chỉ kém khoảng cách này lần lượt là 11 giây và 1 phút 12 giây. Khó khăn càng lớn hơn khi đội đua của Hàn Quốc chỉ còn hai người thi đấu ở chặng tới. Sau chặng 12 cũng đã xác định xong chiếc áo chấm đỏ thuộc về vua leo đèo Junrey Navara với 63 điểm tổng, trong đó có 30 điểm khi chiến thắng ở đèo Khánh Lê. Một bất ngờ khác là anh Văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy vị trí dẫn đầu đồng đội với khoảng cách gần 11 phút so với đội xếp thứ hai Dược Domesco Đồng Tháp. Áo trắng cũng bất ngờ được chuyển sang tay Ngô Văn Phương của Hà Nội. Ngày mai, giải sẽ tiếp tục với chặng 13 từ Đà Lạt đi thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, dài 115 km. Một lần nữa cảm ơn thương hiệu quốc gia.